Bà ơi, bà đau nữa hả bà? Để cô nói cậu đưa bà đi bệnh viện khám nha. Thôi, để ngày mai bà mua thuốc tây uống. Đau bao tử mà có gì đâu. Đi khám chờ đợi mất công lắm. Tụi nhỏ ngủ hết chưa? Dạ rồi bà. Thôi bà vô nghỉ đi, để con đợi cậu mở về cho. Thôi, bà đợi thằng Phong về nói chuyện với nó. Con vô với con Phương đi. Rồi có cái gì cần thì bà kêu. Dạ. Ừ. Dạ thôi con vô. Ủa, má, sao giờ này má còn chưa ngủ? Má đợi con về nói chuyện đó. Con ngồi xuống đây. Con Diệu nó trở về rồi đúng không? Tiếc nói cho má biết đúng không? Con với Diệu không có gì với nhau cả. Con mới gặp lại Diệu gần đây thôi. Thấy hoàn cảnh mẹ con của Diệu khó khăn, cho nên con mới giúp đỡ cô ấy. Tuyết thì cứ ghen tuông, nghĩ quan cho con. Con nói thiệt chứ? Má, không lẽ má không tin con? Bao lâu nay má biết là con vẫn còn thương con Diệu, cho nên con mới thờ ơ với con Tuyết. Dù con không thương con Tuyết, nhưng nó là con dâu của má, là mẹ của cháu nội của má. Con đừng có hòng bỏ nó để đi theo con Diệu. Má, đúng. Đúng là bao lâu nay con vẫn còn thương Diệu. Nhưng mà bây giờ con với Diệu mỗi người đều có gia đình riêng, con cái riêng. Với lại Diệu là người rất tự trọng, cô ấy không nhận sự giúp đỡ của con. Là con lén giúp Diệu, không ngờ Tuyết phát hiện rồi làm ầm ĩ lên. Bây giờ thì Diệu bỏ đi rồi. Mà má nè, má cũng đừng nghe một phía từ Tuyết được không? Được, coi như má tin con. Bây giờ con Diệu đã bỏ đi rồi, coi như chuyện cũ bỏ qua ha. Một chút nữa con Tuyết về con xin lỗi nó đi. Tại sao con phải xin lỗi cổ? Con với Diệu là hoàn toàn trong sạch mà má. Con ở bao nhiêu năm con không biết tánh cô Tuyết hả? Con nhường nhịn nó một chút để cho gia đình êm ấm không được sao? Tụi nhỏ bây giờ nó cũng hiểu chuyện hết rồi. Hồi chiều này á, nó tưởng là con có bồi nhí, nó khóc la sùm kia kìa. Con nít mà để nó vậy sao được? Dạ, con biết rồi. Thôi má vô ngủ đi, để con chờ Tuyết về. Má vô nghỉ nha. Ngày xưa em từng rất yêu ảnh. Em nghĩ chỉ cần cưới được ảnh, sống chung với ảnh, là ảnh sẽ quên con nhỏ đó mà yêu em. Nhưng em đã lầm. Bao nhiêu năm nay tình yêu của em cũng tắt dần với sự lạnh nhạt của ảnh. Người em yêu bây giờ là anh. Vậy sao anh đề cập chuyện ly hôn với em nhiều lần mà em vẫn chưa chịu? Còn con của em nữa. Anh đã nói là anh sẽ chăm sóc cho mẹ con của em mà. Anh cho em thêm thời gian đi. Em nói thiệt là em chưa chuẩn bị tinh thần đối phó với tụi nhỏ. Mà tụi nó thương anh Phong lắm, chưa chắc gì chịu theo em. Ừ.
anh luôn chờ đợi em. Dù em có quyết định ra sao, anh sẽ vẫn luôn ở bên em. Thư Kiện, hai đứa con xong chưa? Đi học nè. Dạ. Nhanh lên. Không. Dạ. Con ngồi đây. Chuyện gì vậy má? Con tới nhà mấy đứa bạn của con Tuyết đó, hỏi thăm coi làm sao. Dạ, con biết rồi. Để con đưa hai đứa nhỏ đi học xong á, rồi con chạy đi kiếm thử. Ừ. Hai đứa xong chưa? Dạ. Đọc sách đầy đủ chưa đó? Dạ rồi. Dạ rồi. Lại đây ba đòi nón nè. Ba, có khi nào mẹ bỏ tụi con đi luôn không ba? Không có đâu con. Kỳ nè, đòi nón vô con. Tại ba á, ba có bồ nhí, con ghét ba. Kiệt, con còn nhỏ chưa có hiểu chuyện, không được nói bậy bạ nghe chứ. Thôi, cứ gọi đi học nè. Ủa, Tuyết. À, mẹ về rồi. Ủa, mẹ, con cứ tưởng mày đi bỏ tụi con chứ. Con nghe nè, chỉ có ba tụi con đó mới bỏ mẹ con mình đi theo bồ nhí, chứ mẹ thì không bao giờ. Em ăn nói gì kỳ vậy? Trước mặt con cái đừng ăn nói lung tung như vậy. Thôi, con Diệu nó đã bỏ đi thiệt rồi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Còn con, tối hôm qua con đi đâu suốt đêm mà không về nhà? Má, con buồn quá. Đêm qua con qua nhà con Hương con ngủ. Mà má thấy rồi đó, con đi cả đêm như vậy mà ảnh có quan tâm gì tới con đâu. Ảnh chỉ tương tư cái con bùa cũ thôi. Ai nói? Con có biết là nó tính đưa tụi nhỏ đi học xong rồi đi tìm con không? Không tin hỏi tụi nhỏ coi. Phải không Thư Kiệt? Đúng rồi mẹ, ba định đi kiếm mẹ á. Ừ. Mẹ, mẹ đừng có giận ba nữa, bỏ qua cho ba đi mẹ. Phong. Ba. Ba. Ba, ba lại đây. Ngồi xuống, ngồi xuống đi ba. Ba hết giận đi, ba xin lỗi mẹ đi ba. Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua. Em đừng có giận nữa. Dù sao á, dì cũng bỏ đi rồi, hai vợ chồng mình đừng được cãi nhau nữa. Còn con đừng có giận thằng Phong nữa, nó chỉ có mẹ con thôi. Má, thiệt là con cũng chỉ muốn giữ gia đình mình hạnh phúc êm ấm thôi. Anh đưa mấy đứa đi học đi, không trễ giờ. Hai đứa đi học nè. Thưa mẹ con đi học. Giỏi. Đi con. Nè, con nhỏ đó nó bỏ đi thiệt rồi, con đừng lo lắng nữa. Đi gì mà đi nguyên một đêm à? Bỏ tụi nhỏ ở nhà. Má, mà có thiệt không má? Hay là ảnh gạt mình? Con của má, má biết. Thằng Phong nó không biết nói dối bao giờ. Con yên tâm đi. Ủa, An, con làm cái gì vậy? An. Dạ, con làm bao ni lông nè mẹ. Thôi, được rồi, lẹ lên con. Thôi, con muốn phụ mẹ à. Đi lẹ lên con, sắp tới giờ sổ rồi nè. Dạ. Đi. Nhanh đi con. Dạ.
đợi thời gian nữa mẹ gom góp đủ tiền rồi sẽ cho con đi học lại nghe. Dạ thôi rồi mẹ, con cũng biết chữ mà. Không được, mình càng học lớp cao thì mình càng có nhiều kiến thức hơn. Con ráng chờ mẹ thêm một thời gian nữa nghe, mẹ nhất định sẽ cho con đi học lại. Hoàn cảnh mình khó khăn thì mình càng phải cố gắng hơn nhiều, không có được buông xuôi, con biết chưa? Dạ. Chị Diệu. Dạ con chờ chị Thu. Mấy bữa nay em ghé sạch trái cây mà không thấy hai mẹ con. Chị chuyển qua chỗ khác ở rồi. Em xin lỗi chị nha, tại anh Phong ảnh tới ảnh gặp em, em thấy ảnh muốn giúp chị mà chị không chịu nhận, nên mới nhờ em gạt chị vậy đó. Em chỉ muốn giúp chị thôi, chị đừng có giận em nha. Chị không có giận em đâu. Dạo này mẹ con chị đi bán vé số cũng đỡ hơn rồi. Rồi tối hai mẹ con ngủ đâu? Dạ mẹ con ngủ đỡ ở chỗ gì sao bán cháo gì. Ở nhà trọ tụi em á, toàn mấy người như em ở, chỗ đó phức tạp dữ lắm. Không thôi là để hai mẹ con tới ở rồi. Chỗ của chị Sáu cũng rộng rãi thoải mái lắm. Để chị ráng đi bán, khi nào ổn ổn rồi chị thuê cái nhà trọ nhỏ nhỏ để ở, em khỏi phải lo cho mẹ con chị đâu. Chị Thu, chị đừng có cho chú Phong nói biết chỗ của mẹ con nha. Không là con giận gì, không chơi luôn. Kìa, An. Con chỉ không muốn mẹ bị giúp mấy lần trước, bị người ta đánh nữa. Dì biết rồi, dì sẽ không làm như vậy nữa đâu. Đừng có giận dì nữa nghe không. Vậy dì móc méo rồi con mới tin. Móc méo thì móc méo, có gì đâu. Nè. Dạ. Móc méo ha. Móc rồi nghe, không có giận dạ nữa nghe không. Yên dạ tâm nghe. Dạ. Con nhỏ này. Ừ, chị Tiết mới tới. Chị. Dạ chào cô. Này chị Tiết đẹp quá. Anh, sáng giờ anh Hùng có ghé không anh? Có, nhưng về rồi. Anh có nói sang quán hồi nào? Tại sao em kêu người ta tới nói chuyện với anh? Thì quán cũ rồi, bây giờ bán ế quá rồi. Anh cũng thấy giá anh Hùng đưa ra rồi đó. Bây giờ nè, anh bán quán này đi, mình ra chỗ khác, mở quán nhậu hay karaoke. Bây giờ kinh doanh mấy cái đó lời gấp mấy lần cái quán phở này nè. Từ đó tới giờ anh chỉ thích nấu phở, mấy cái kia anh không thích. Quán bị cạnh tranh không đông như hồi trước, nhưng vẫn có khách mà. Em đó, đừng có mới nới cũ. Từ nay về sau muốn làm chuyện gì phải bàn bạc với anh trước, đừng có tự tuôn tự tái như vậy. Thì hả, em kêu anh Hùng tới coi chứ có phải bán luôn đâu. Em cũng chỉ vì cái nhà này mà anh la em là sao? Mà cũng phải thôi, anh là người hoài niệm đồ cũ lắm mà. Em, tôi không muốn cãi với em nữa. Bây giờ anh đi đám, chút nữa em đi đón thằng Kiệt với con Thư đi. Sao anh không lái sớm? Em có hẹn với bạn rồi. Em nói gì kỳ vậy? Đám nhà người ta bất ngờ làm sao anh biết mà anh đi nói sớm cho em? Với lại ngày nào em mà không đi chơi, hôm nay tới trễ một chút á, có sao không? Anh đi đó. Tám ơi. Dạ. Con đi, xế xế con về. Dạ. Ê. Dạ. Mấy giờ mày? Dạ bằng giờ hôm qua, lớn hơn giờ nãy. À, dạ bà hai bà chưa kêu phở, chắc chưa tới 10 giờ. Dạ. Trời ơi, chưa tới 10 giờ hả? Còn hơn nửa tiếng nữa mới đón tụi nhỏ. Bực bội hết sức à. Chị, không ấy để em rước mấy đứa nhỏ giùm cho. Quán ấy nhẹ hả? Em quẩn lắm. Thắm. Hả? Qua đây. Kêu cái gì nữa, người ta bận muốn chết hả? Nói lẹ đi, con bận lắm phải đi rước mấy đứa nhỏ đó ta. Mày thấy đẹp không? Đẹp chứ. Chị Tiết không đẹp, ai đẹp? Người phụ nữ hiện đại đó con. Đúng rồi. Ừ, tối ngày hả, cứ đi vậy thôi, không có lo cho con, không có chăm con, mà cũng không có giữ con luôn á. Tám ngộ quá. Tám nói chuyện giống như tám tị nạnh với người ta vậy. Ừ? Người ta có tiền, người ta phải hưởng thụ. Con mà có tiền như chị á, con cũng hưởng thụ luôn. Bây giờ tao mới nói tới mày nè. Con sao? Mày á, làm đây bao nhiêu lâu rồi mà cậu Phong á, nhờ đi đón mấy đứa nhỏ có một buổi à, mà mày cũng lấy tiền nữa. Ủa vậy cái tình nghĩa đâu con? Thì đó,
Tình nghĩa là phải tỉa vài nghìn. Hả? Không phải, ý con nói là tình nghĩa là mình phải thôi mà nói chung là con đi từ đây ra đó, đường xá xa xôi, rồi con lỡ con khát nước, rồi con uống nước, uống trà đá đường, rồi mấy đứa nhỏ ăn cà lem, con cũng phải lấy tiền này con trả. Rồi giờ con hỏi Tám, đường đi, lỡ con bị đạp bánh tráng, hay là con bị bể bánh xe, bị cong cái niền, con cũng phải lấy cái này ra sửa vậy, đúng không? Trời ơi, cái đoạn đường từ đây ra tới đó có bao nhiêu đâu mà mày nói bao nhiêu cái tai nạn vậy đó hả? Thì mập quá mà, cái xe nó chở làm gì nổi. Thôi thôi con đi đây, đứng lại. Trời ơi, cái gì nữa? Đi cái gì mà đi, chưa có tới giờ, còn cả tiếng đồng hồ nữa mấy đứa nhỏ nó mới ra. Đi bơm cái bánh xe, nó xẹp rồi. Trời ơi, cái bánh xe mới bơm mà sáng này mà làm gì xẹp đâu mà xẹp. Ủa biết hả? Mình chở con nít, mình phải chạy từ từ, an toàn. Chứ mình chở nhanh là nguy hiểm. Thôi con đi để tụi nhỏ chở, kẹt ghe. Con bị sao vậy? Tự nhiên đau bụng. Trời ơi mẹ. Sao mồ hôi quá trời vậy nè? Hay là con đói bụng? Con không biết nữa. Thôi con vô đây nghỉ đi, mẹ đi mua cái gì cho con ăn nha. Đi nhanh nha mẹ. Con nhớ ngồi đây chờ mẹ nha. Dạ. Mẹ đi nhanh nha mẹ. Ngồi ở đây, chờ mẹ đi mua thuốc cho con nha. Đi nhanh nhanh nha mẹ. Có biết đâu, anh đã xin là mua chiếc xe đạp tự chạy mà nội đâu có cho. Nếu có xe đạp là nãy giờ anh chở em về rồi, đâu có phải đứng đợi như vậy đâu. Em đói bụng quá à, hay là mình đi bộ lần đi anh hai. Em nói gì? Đi về. Đưa tay em coi coi. Đưa tay em coi coi nữa. Anh coi có sao không? Trời đất ơi, trời đất ơi. Xin ra, xin ra, xin ra. Xin ra coi. Thư ơi, con sao vậy Thư? Trời đất ơi. Thôi thôi, để Thắm ẩm con đi. Lâm, lâm đầu cho em kìa. Dạ, dạ, dạ. Dắt xe cho Thắm luôn. Em có đau không? Đau lắm anh hai. Con ráng chịu chút xíu đi. Con khóc hoài là nó đau hoài đó. Chút xíu là hết liền hả? Thôi nín đi em. Thư à, nè. Tại con có sao không con? Đau quá à. Sau này con bị mất luôn cái tay không ba? Không có đâu con. Từ từ nó lành lại là mình hết đau à. Không sao hết trơn á. Nín đi con. Không có sao đâu. Bác sĩ nói sao Thắm? Dạ, bác sĩ nói là không có sao hết trơn. Nhưng mà không biết có tụ máu bầm ở đâu hay không á. Nên kêu là đêm nay phải ở lại đây để kiểm tra. Sáng mai khám lại mới cho về. Con gái cưng của ba nè. Không có khóc nhè nè. Không có sao đâu con. Kiệt, con coi ngó em làm sao vậy? Hả? Tại sao để em con ra nông nổi như vậy? Rồi mẹ con đâu? Con chờ hoài mà có thấy ba mẹ tới đón đâu. Bà này bà mới tới nè. Thắm. Nè nè, quay ra trả lời con Phong.
Dạ, dạ, em tên Thấm hả? Tại sao chị Thấm? Tại anh Thư hết trơn á. Ta kêu đến trễ thì chịu khó đứng chờ một chút đi. Không, băng ra đường cho xe nó đụng. Mà người nào chạy xe cũng ác nữa. Ta nói đụng nhỏ xong cái chạy luôn hả? Làm như sợ trách nhiệm hay sao á? Ủa, mày tới trễ là tới trễ làm sao? Hả? Tôi nhớ là xin tôi đi đón mấy đứa nhỏ trước cả tiếng đồng hồ mà. Anh không chửi vợ. Giấu cái gì? Không có cái gì hết trơn á. Thấy chưa? Tôi ngây lắm mà. Đi lo làm đẹp nè, thành ra mới tới trễ. Mấy đứa nhỏ trong hoài không có, thành ra đi ra đường mới bị tai nạn, thấy chưa? Không phải. Thì Tám thấy rồi đó, rõ ràng con có đi sớm đúng không? Đi sớm cả tiếng luôn á. Mà tại cái tiệm này nó làm lâu, không lẽ mới có một bạn mình đi về, thành thử ra phải ở lại. Tại tối nay sinh nhật bạn em đó anh Phong. Em xin lỗi anh. Tôi kêu Tuyết đi đón hai đứa nhỏ, tại sao cô Thấm lại đi? Trời đất ơi, cậu vừa xách xe đi một cái hả là cổ cũng đi luôn. Cậu đâu có rước mấy đứa nhỏ đâu. Rồi cái bà này nè, cái bà này nè, bà nhận trách nhiệm. Bà tài lanh lắm. Rồi cái cổ đưa tiền cho cái bà này. Bà này đi nhận rồi mới đi rước mấy đứa nhỏ đó. Đó, bây giờ bà đi làm đẹp, bắt tụi con chờ lâu muốn chết luôn à. Kiệt, con không được hổn. Bà mà tới sớm, em Thư có bị như vậy đâu. Bà dạy sao? Chỗ người lớn nói chuyện con không được xen vô. Cô Thấm nè. Dạ. Lần sau ai có nhờ giả gì á, cô đã nhận lời đó thì phải làm thế nơi thế chúng. Cũng may là lần này bé Thư không sao đó. Em biết rồi, lần sau em không có vậy nữa. Em xin lỗi anh. Ngoan đi con. Con còn đau dữ không con? Con còn đau quá mẹ. Trời ơi, sao ăn thuốc rồi mà vẫn còn đau vậy nè? Để mình đưa con vô bệnh viện nha. Diệu, sao em ở đây? Anh, có chuyện gì vậy? Thằng An nó bị dở ruột thừa, đang mổ cấp cứu. Cũng tại em, nó đau bụng sáng giờ mà em cứ tưởng nó bị trúng thực nên không có đưa nó đi bệnh viện liền. Em bình tĩnh đi. Thằng An nó chắc sẽ không sao đâu. Em bình tĩnh đi. Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ? Phẫu thuật thành công, cháu nó không sao rồi chị à. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chị theo tôi đóng tiền nhập viện cho cháu dạ. nha. Cháu nó cần ở đây một tuần lễ nữa để theo dõi thêm. Mời chị. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Tiền viện phí của thằng An để anh lo cho. Số tiền này của em không đủ lo tiền viện phí, thuốc thang, lưu trú, phẫu thuật. Em có thể đi vay mượn được mà. Diệu nè, một số tiền lớn em đi vay mượn, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, làm sao mà em trả nổi. Anh biết là em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng bây giờ coi như vì thằng An, số tiền này coi như anh cho em mượn, từ từ rồi em trả cho anh cũng được. Vậy em cảm ơn anh nha. Tôi hỏi, phòng 15 khu A ở đâu cô? Bây giờ chị đi lên lầu 1 rồi rẽ phải là sẽ tới. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Bác sĩ ơi, bác sĩ, cứu đại úy sao vậy bác sĩ? Thuốc này về chị cho cháu uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ. Uống đi con.
Còn sao vậy? Uống thêm miếng nữa đi con. Thư, nghe bà nói không? Con không uống nữa đâu. Sao giờ mẹ chưa vô với con? Con ngoan đi. Ba có điện qua nhà dì Hương rồi. Nhưng mà dì nói á, mẹ con không có qua nhà dì Hương chơi. Bây giờ con gái cưng của ba ngoan, uống thêm sữa đi. Một chút nữa mẹ về nhà, biết con trong này, mẹ sẽ vô với con. Nè ngoan nha, uống sữa đi con. Uống cho mau khỏe nè. Nghe lời ba đi con. Mâm mâm. Hả? À, đúng rồi, con gái ba ngoan lắm. À đúng rồi. Nè thêm miếng nữa con. Con có sao không con? Mẹ, con có đau lắm không? Mẹ về nghe bà nội nói, mẹ vô thăm con liền nè. Hồi lúc sáng con mới đau, chứ bây giờ con hết đau rồi mẹ. Cũng tại con Thắm á, biết vậy không có giao con cho nó rồi. Em còn trách người ta nữa hả? Người ngoài làm sao người ta lo cho con mình chu đáo được. Trước khi đi đám, anh dặn em á, đi đón hai con, tại sao đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Cũng may là con không sao. Từ bây giờ em dẹp hết đám bạn của em đi. Tôi không muốn á, con xảy ra tình trạng giống vậy một lần nào nữa. Thì cũng đại xui rủi thôi. Tôi cũng có quyền đi chơi với bạn bè vậy. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Nếu em coi trọng đám bạn của em á, thì em cuốn gối theo họ luôn đi. Đừng có ở trong cái nhà này nữa. Nói gì mà cũng nói được. Cuối cùng là em cũng lộ ra cái mặt của anh rồi đúng không? Anh muốn đuổi tôi để anh rước cái con Diệu ra về đúng không? Cô, tôi không. Anh chị, đây là bệnh viện, đề nghị anh chị nhỏ tiếng một chút. Xin lỗi cô. Ba mẹ đừng có cãi với nhau nữa. Thư nè, ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa. Con ngoan, bây giờ con ngủ đi. Thư, tối nay mày ngủ với con nha. Dạ. Để mày đỡ con nằm xuống nha. Cẩn thận nha, cục cưng của tôi nè. À, thương lắm nè. Thương lắm, giỏi nha. Tôi ra ngoài đi vào. Chờ mẹ chút xíu nha. Diệu à, anh, thằng An sao rồi? Hồi nãy nó tỉnh rồi, bác sĩ vừa mới khám cho nó, nó vừa mới ngủ. Sao anh không ở bên phòng với bé Thư? Anh qua đây lỡ bé Thư cần gì thì sao? Có Tuyết ở bên đó với Thư rồi. Vậy sao anh còn qua đây? Lỡ chị Tuyết biết thì sao? Em yên tâm đi, Tuyết không có biết hai mẹ con em ở đây. Sáng mai á, bác sĩ vô kiểm tra lại. Bé Thư không có gì á, thì cho nó xuất viện. Anh qua đây, anh muốn nói chuyện với em. Vậy anh qua đây ngồi đi. Số tiền này. Đề phòng khi nào thằng An nó có cần gì thì có cái mà lo cho nó. Nè, em cầm đi.
Thằng An bây giờ đã qua nguy hiểm rồi, em có thể lo cho nó được. Số tiền anh cho em mượn để phẫu thuật cho thằng An, sau này em nhất định sẽ trả đủ cho anh. Anh không cần phải quan tâm mẹ con em nữa. Em không có muốn chị Tuyết hiểu lầm. Anh xin lỗi chuyện lần trước. Anh chỉ muốn giúp mẹ con em thôi. Không ngờ Tuyết biết được. Em cũng là phụ nữ, em hiểu cảm nhận của chị Tuyết. Bây giờ mình đã có gia đình hết rồi, em thấy mình đừng nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Số tiền mà anh cho em mượn, sau khi gom góp đủ, em sẽ gặp anh để trả một lần luôn được không? Tùy em quyết định thôi. Đó đúng là cáo già, là bộ tốt bụng yếu đuối. Nếu bây giờ mình làm dữ thì anh không cần bên nó thôi. Bây giờ mẹ tranh thủ đi bán, chút xíu mẹ về với con nha. Có gì con nhờ mấy cô y tá giúp con ha. Con đỡ rồi, mẹ khỏi lo cho con. An hôm nay thấy sao rồi, đã khỏe hơn nhiều chưa con? Dạ đỡ rồi, cảm ơn con. Ừ, cô ơi, tôi tranh thủ đi bán vé số một chút, có gì cô dòm ngó thằng An giúp tôi nha cô. Ừ, bé An cũng đã khỏe lại rồi, chị cứ yên tâm nha. Dạ. Em cũng đang tính tìm chị nè. Biết được hoàn cảnh của chị, em có xin được một chỗ trọ giá rẻ dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Có gì vài ngày nữa sau khi bé An xuất viện, hai mẹ con có thể chuyển tới đó ở. Bé An cần một nơi nghỉ ngơi đàng hoàng để mau hồi phục. Thiệt vậy hả cô? Ừ. Dạ tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu chị. Ráng khỏe nha con. Dạ. Mẹ đi bán, chút xíu mẹ về nghe con. Con nghỉ ngơi nha. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Ừ. Anh ơi, anh mua giùm em tờ vé số đi anh. Lúc này làm ăn khấm khá quá ha. Mấy người muốn gì? Tôi không có quen biết mấy người. Không quen thì sau này sẽ quen. Ở đây ai cũng biết đại ca tôi hết. Mỗi ngày cô phải nộp cho đại ca tôi 50.000 tiền bảo kê. Tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình, không việc gì tôi phải nộp tiền bảo kê cho mấy người hết. Một là nộp tiền bảo kê, hai là biến khỏi nơi này. Nếu không, đừng trách tụi tao. Buông tôi ra, buông ra, buông ra. Tụi đây. Trả giá số lại cho tôi. Tụi đây. Thả ra, thả tôi ra. Bây giờ, tao hỏi mày, có nộp tiền hay không? Tôi không có tiền. Không có trả tiền. Trả lại cho tôi. Mày xé giá số của tao à? Giữ ra. Mày giữ ra mày. Giữ ra. Mày chống với tao hả? Nè. Thôi đi. Tụi bây là đàn ông con trai ăn hiếp phụ nữ, không biết dùng hả? Anh ơi, anh cứu tôi. Tôi đã bắt tôi phải nộp tiền bảo kê, nó còn xé giá số của tôi nữa. Có tụi đây, cô đừng lo. Nè, tụi bây chưa nghe danh thằng Phúc, đầu đội trời chân đập đất hả? Khôn hồn thì biến đi, nếu không á, đừng có trách tao. Mày ngon, bộ mày tính làm anh hùng hả? Hôm nay, ta sẽ cho mày biết nhiều chuyện là như thế nào. Tôi với tao. Anh ơi, anh ơi, anh có sao không anh? Hồi nãy mày nói sao mày? Đầu đội trời chân đạp đất hả? Bây giờ tao thấy cái đầu mày đội dưới đất, còn chân đạp trời kìa. Con này, con mày, mày không thoát được đâu. Ở đâu tao cũng tìm được mày hết. Không nộp tiền cho tao,
thì đừng sống ở đây nữa. Mày hiểu chưa mày? Hả? Nghe chưa mày? Còn mày yếu mà mày đặt đá gió hả mày? Ây da! Anh có sao không? Chắc không sao đâu. Nó quên tôi vậy chắc má tôi nhận không ra tôi quá. Tiêu cái vẻ đẹp trai của tôi luôn rồi. Ây da! Ây da! Trời ơi! Cô làm cái gì mà đắc tội với tụi nó vậy? Không có. Tôi mới biết tụi nó đây thôi. Tụi nó đòi tiền bảo kê một ngày 50 ngàn. Tiền đòi nhiều như vậy, tiền đâu tôi có mà đưa. Cái gì? Nào giờ tôi chỉ nghe bảo kê quán nhậu thôi. Bữa nay có vụ bảo kê vé số nữa hả? Ây da. Nè, bây giờ tính sao đi? Chứ như vậy không có được đâu. Không hay, đi báo công an đi. Thôi, để coi ngày mai tụi nó còn chận tôi nữa không. Ây da. Bây giờ chuyện cũng xong rồi, báo công an tới thì cũng không giải quyết được gì. Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Ơn nghĩ gì không biết. Cô nghèo còn gặp cái eo nữa. Ây da. Cảm ơn cô. Nè, bây giờ tôi có ít tiền. Không ấy, cô cầm tiền tôi đỡ đi. Thôi, tôi không nhận đâu. Trời ơi, vé số bị xé tay tôi vậy, đâu có bán gì được nữa. Cầm tiền tôi, coi như là tôi mua ủng hộ cô. Cầm đi. Anh cất đi, tôi không có lấy đâu. Hồi nãy anh giúp tôi như vậy, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cô đứng dậy, lát rồi tụi nó trấn lột tiền của tôi luôn bây giờ. Giờ tôi phải đi tới đại lý để nói chuyện nè. Tôi đi nha. Ây da. Ây da. Ây da. Không thấy đường luôn. Hả? Xe của tao. Giỡn mặt hả mày? Hai cái xe, cái màu giống nhau quá. Em lộn. Úi da. Hai anh uống cà phê vui nha. Ê da. Ác quá à. Nắng không thấy đường lấy xe luôn. Úi da. Đi. Em về. Rồi, ba anh em mình vô. À, rồi, chơi tiếp đi. Ba thằng mày chơi cái gì? Dẹp mẹ đi. Về. Thôi về. Đen là tiền nhiều khi không mà đen là tiền nhiều lúc có như không. Tao công nhận hôm nay tao với mày chơi đã thiệt. Hôm nay tao có tiền và tao với mày chơi tới bến luôn. Bữa nay mày hên nè. Bây giờ tao với mày đi xả tới sáng luôn. Cái gì mà lúc nào mày cũng bao gái, không có chi cầu tiền. Tao mà có tiền là tao vô sòng bài là tương lai sáng ngời luôn á, mày hiểu không? Ông bà già xưa nói một câu tao học được. Nam vô tủ như kỳ vô phong. Đàn ông phải có bốn món tứ độ tường. Bây giờ hôm nay mình đi xả tới sáng. Anh nè, ơi, có hai rồi giờ tôi mới lục em đi giáo dạy cho. Em đi giờ con hả? Em chăm sóc thằng bạn của anh kỹ lưỡng nha. Đi nha. Tao đi nha. Mai gặp lại. Sao tao nhìn bỏ tao? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Anh ơi, đi đâu vậy? Gì vậy? Dạ, đi về đi. Đảm bảo này, vui. Khách của tao. Mày chơi chó gì hả? Đúng rồi, phải ăn thịt chó với lá mơ là số 1. Đi. Đúng vậy đó anh. Anh đi với em đi. Em cho anh mơ tới sáng. Được. Đây nè, anh khách chọn tôi. Đừng có mà kiếm chuyện. Nè, mày coi chừng tao đi chứ mày. Làm gì vậy? Thù. Anh ơi. Ê. Làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Nè. Mời, anh chị hai ngồi. Mời, anh chị hai ngồi. Tự nhiên. Anh hai ngồi đi. Nhà có ly nước, anh chị uống chung đỡ. Em mời anh hai.
Cậu có sao không? Cảm ơn anh hai đã quan tâm em. Mặt tiền thì hơi tan nát, nhưng mà nội thất vẫn còn nguyên. Nói chung là cũng còn xài được. Mày đi đâu mà để bị cướp? Hay là đánh bài đánh bạc rồi thiếu nợ? Chủ nợ nó đánh rồi về đây làm bộ với tao? Có đâu. Em bị cướp thiệt chứ bộ. Chứ chủ nợ em một đống, nó bù vô đánh hội đồng em một cái là bây giờ em không còn ngồi đây nói chuyện với chị hai nữa đâu. Mày hay quá còn khoe hả? Hả? Người ta bị thương mà không thèm thương người ta thì thôi, suốt ngày cọc cằn khó chịu hoài là sao? Vậy á, cậu có nhớ mặt tụi nó không? Có báo công an gì chưa? Hôm qua em xỉn quá, đâu có nhớ gì đâu. Tại tụi nó canh me em, thấy em đi một mình, rồi tụi nó bay vô nó cướp. Cái tụi nó đánh em bất tỉnh tới sáng luôn. Người đi đường ở đó thấy em vậy mới đưa em về đây nè. Chứ em không nhớ gì hết á. Mà thôi, em nghĩ là coi như là của đi thay người đi. Chứ bây giờ cái chuyện này mà báo công an á phiền phức lắm. Hai anh chị, thấy em nói vậy được không? Trời ơi, nó tới rồi. Trời ơi, nó tới rồi. Tìm rồi. Chào cả nhà. Chào Phúc công tử. Sao, tháng này có tiền trả cho tôi không? Giới thiệu với anh chị hai làm quen cho vui. Chủ nợ thiệt của em đó. Hôm ấy anh chị hai cho em mượn tiền được không? Chứ bữa nay nó tới đây luôn rồi, không trả tiền, nó đánh em mềm xương luôn đó anh chị hai. Vậy sao á? Cái lúc mày đánh bài mày cũng biết sợ đi, suốt ngày chơi bời à. Mày nghĩ thử coi, bây giờ chỉ còn mỗi cái nhà ba má để lại cho mày hả? Chứ còn cái gì mà mày không bán nữa không? Còn cái xe tải đó chị hai. Cái xe tải á, không phải là tao đi tao chuộc cho mày mấy lần, chứ không thì giờ cũng đi đời rồi. Nè, không phải tôi đến đây để nghe chuyện gia đình của mấy người nghe chưa? Cái gì làm hết hồn vậy? Hết hồn? Cái gì cũng từ từ chứ. Anh hai, chị hai làm ơn giúp đỡ em một lần này nữa thôi. Em không bao giờ cờ bạc nữa. Em hứa là em không bao giờ đụng vô một lá bài nào nữa. Anh chị hai cho em mượn tiền được không? Bây giờ lần cuối tôi hỏi có trả tiền hay không? Không trả tôi xiết nhà. Từ từ. Đôi nợ cũng phải văn minh lịch sự chứ. Cái gì mà lớn tiếng làm tôi hết hồn hoài? Có chị hai tôi ở đây, thế nào chị hai tôi cũng phải trả cho tôi thôi. Bây giờ đánh rồi, anh thở ra đi. Anh hai, em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Ơn anh hai em nguyện khắc cốt ghi tâm, mãi không quên luôn đó anh hai. Anh hai công anh như núi Thái Sơn, nghĩa chuyện như nước trong nguồn trải ra ngoài khơi xa. Ơn anh em nhớ lắm. Anh là vị cứu tinh của em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Nghe anh hai tôi nói chưa? Anh hai tôi đã hứa trả tiền cho tôi rồi đó. Có gì về đi, vài bữa nữa anh hai tôi qua trả tiền cho mấy người. Về đi. Thôi mà, đâu có đâu. Giờ sao? Em muốn đi đâu? Hay là mình đi xem phim nha? Đứng đó. Cô theo dõi tôi đúng không? Không có. Tôi muốn tránh tụi bảo kê nên mới qua đây bán thôi. Tôi nói cho mà biết, cô có đi nói với anh Phong á, ảnh cũng không tin cô đâu. Cô mà đi nhiều chuyện với anh Phong, cô coi chừng tôi đó nghe chưa. Chuyện gia đình của chị tôi không có muốn xen vô làm gì, nhưng anh Phong là người chồng tốt, tôi khuyên chị nên giữ lửa gia đình đi. Nè, cô có phải là hạng tốt lành gì không mà lên mặt dạy đời tôi vậy hả? Hả? Nè, cái cô kia, cô làm gì vậy? Thấy người ta hiện ăn hiếp hả? Làm gì lớn tiếng vậy? Đứng đó. Nè, em ai vậy? Con bồ cũ của anh Phong á. Nói vậy là tao về để kể chuyện tụi mình cho thằng Phong á hả? Vậy cũng có gì đâu xấu. Tốt mà.
Nếu như mà thằng Phong nó ly dị em á, thì anh với em sẽ công khai tình cảm với nhau thôi. Nhưng mà em không thể thua nó. Anh, thôi em về. Em coi nó có gặp anh Phong dở trò gì không, em còn tính tiếp nữa. Thôi mà, bữa khác em bù cho anh nha. Chị Tám à? Dạ. Chị coi á, kiểm tra coi còn cái gì để mai tôi đi chợ mua luôn. Mai á, cậu đi chợ cậu lấy nạc tái á, tái là 1,5 kg, rồi gân 1,5 kg nhớ cậu. Sao Tám? Cậu mắng vốn cái bà rau giá nha. Hôm nay bà giao giá cũ cho mình á, giá úng hết trơn à cậu. À, tôi biết rồi. Dạ. Với cậu mua thêm ngò gai, rau á thì còn nhiều. Anh Phong. Bữa nay cho em về sớm một bữa nha. Em ghé thăm anh Phúc. Ừ, em về đi. Dạ. Ê, hả? Mày mê đó đi nghe. Rồi sau này á, hỏi sao mày khổ. Chứ cái gì á, chứ cái máu cờ bạc á khó bỏ lắm nha con. Tám, lâu lâu ảnh xui ảnh mới nợ. Chứ bình thường á, cái lúc ảnh thắng á, ảnh xịt, xịt. Ồ, ảnh mua quá trời đồ ăn, ảnh để cho mình ăn luôn á, Tám quên rồi hả? Chà, chà, có một mình mày mê thôi. Chứ còn tao, tao không khoái cái bệnh đó rồi đó. Nè nha, không có ai làm giàu bằng cờ bạc đâu nghe con. Thì ảnh còn trẻ, ảnh phải trải nghiệm cuộc sống của mình chứ. Rồi mai mốt á, ảnh lớn một chút, ảnh mệt mỏi rồi ảnh dừng chân. Quan trọng á, là ảnh là đàn ông, ảnh sẽ tìm một người phụ nữ để dừng chân ảnh lại, để thay đổi bản thân mình. Trời ơi, mày đừng có nói mày là người phụ nữ sẽ làm cho cậu Phúc thay đổi nha. Tám đựng cái nói đúng. Trời. Anh Phong, anh thấy em với anh Phúc có xứng đôi không? Trời. Anh cười là anh đồng ý rồi đó. Thôi em đi về nha. Con về nha Tám. Ờ. Về đây, về đây. Trời ơi, cái con này á cậu, vừa thương mà vừa giận nó nữa cậu. Khoái ai không khoái, chứ khoái cái ông tướng mê cờ bạc đó. Dì Tám nè, thằng Phúc á, nó chỉ bị cái tật là mê cờ bạc thôi, chứ tánh tình của nó cũng tốt lắm. Tôi thấy á, trong đời của cậu Phúc á, cái được nhất của cậu á, là có được một người anh rể như cậu á. Trời ơi, tối ngày được cho ăn miễn phí, lâu lâu á còn móc tiền túi ra trả nợ cho cậu ấy nữa. Gặp tôi hả, còn khuya. Dù sao nó cũng là em của Tuyết, còn tốt với nó coi như là con bù đắp cho Tuyết, thay Tuyết gánh một phần gánh nặng của gia đình. Cậu nói ngộ quá. Cậu, cậu tốt với cô Tuyết như vậy còn bù đắp cái gì nữa. Tại từ đó giờ con chưa bao giờ thật lòng yêu Tuyết. Tính ra là con có lỗi với cô ấy. Cậu, sao cậu cố chấp dữ vậy? Chuyện qua rồi. Tám nè, chuyện tình cảm á, nhiều khi không theo ý mình được đâu. Ủa, cô Tuyết, có chuyện gì không mà sao cô ra giờ này? Tôi đi công chuyện về ghé ngang. Anh với dì Tám cũng dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa rồi. Giờ này chắc cô không có khách đâu. Anh, hôm nay có gì đặc biệt không anh? Không có. Có. Hả? Chuyện gì? Ờ, có một cái chuyện rất là đặc biệt. Chuyện gì? Chuyện động trời luôn á cô. Tám nè. Động trời. Chủ nợ của cậu Phúc tới đây nè, đòi nợ. Rồi cuối cùng á, cậu Phong phải lấy tiền túi của mình ra trả nợ cho cậu Phúc. Anh lại trả nợ cho nó nữa hả? Cũng không bao nhiêu, anh đủ khả năng mà. Không lẽ anh để nó bị người ta đánh hoài? Mà hết rồi hả anh? Không còn chuyện gì hả? Chuyện gì là chuyện gì? Thì ý em muốn hỏi là cái tụi chủ nợ nó tới đây nó lấy tiền thằng Phúc rồi nó đi hả? Không có làm gì nữa hả? Ừ.
Anh dẫn họ tới đây lấy tiền. Anh cũng nói với họ sau này đừng cho ông Phúc mượn tiền nữa. Trời ơi, cậu dặn là cậu dặn vậy thôi, chứ sức mấy mà nó buông tha cho một cái con mồi béo bở vậy. Một con mồi mê cờ bạc. Thôi, tám lo dọn dẹp, tranh thủ đi về nữa nè. Để con dọn phụ tám cho. Vậy là nó không có gặp anh Phong. Nó thật lòng tốt vậy sao? Hay nó có âm mưu gì? Em sao vậy? Sao người Thư ra đó? Bộ có chuyện gì hả? Đâu có gì đâu. Thôi, không thấy anh dọn dẹp đi. Em mệt, em về sớm. Mày tưởng qua đây bán là tao kiếm không ra mày hả? Mày tránh ra chưa? Không tôi báo công an bây giờ đó. Báo đi. Tao nói cho mày biết, mày chưa kịp báo công an, tao đã xử mẹ đây luôn. Thiệt tình, tôi bán vé số không có lời bao nhiêu hết. Mày anh thương tình giùm cho tôi. Tụi tao đã cho mày con đường để lựa chọn. Không có tiền, cút khỏi cái xứ này. Nghe chưa mày? Đường cùng nên mẹ con tôi mới bỏ quê lên đây để kiếm sống. Hay tôi đưa các anh một ít tiền, trên 50.000, tôi không có kham nổi. Tao nói một là một, hai là hai. May mà không đưa, tao sẽ xé hết giấy số của mày. Được rồi, để tôi đưa. Như vậy á, có phải ngoan không? Lẹ lên, lẹ đi, đưa tiền đây. Mẹ nó, để tao coi mày có thoát khỏi tao không. Đại ca lỗi gì, con nó còn nằm trong bệnh viện, thế nào nó cũng sẽ trở lại thôi. Đại ca đừng lo. Phải rồi, tụi nó biết rất rõ về mình và bé An, đâu có tụi bảo kê nào lại như vậy. Mày hay quá, mày đúng là thằng bạn chí cốt của tao luôn á. Mày chơi tao mấy cú vô tận xương cốt của tao rồi đó, mày biết không? Giúp tao không thấy, toàn là hại không à. Bây giờ mất hết giấy tờ, không có bằng lái xe, mày có biết là làm lại phiền phức lắm không? Thì tao thấy mày buồn, tao dẫn mày đi giải khuây. Bây giờ mày nhớ mặt nhỏ đó không? Đi báo công an, bắt nó cho rồi. Mày nghĩ gì vậy? Hả? Mày nghĩ sao giờ tao khai là tao chơi bời? Tao đó giờ đàng hoàng lắm nha, không phải như mày đâu à. Nói tầm bậy tầm bạ, người ta nghe tao đánh giá tao sao? Mày làm như mày hiền lắm vậy đó. Chứ sao? Bây giờ mày không có giấy phép lái xe, coi như chuyến này mày không đi đúng không? Nhưng mà lỡ có chuyện gì, phiền phức lắm đó mày biết không? Thôi bây giờ vậy nè, tao bàn với mày. Bây giờ mày chở tao tới đó, để tao coi coi mày nhớ mặt con nhỏ đó không. Tụi nó chỉ cần tiền thôi. Bây giờ á, tao hỏi mày, mày bây giờ đi làm á, phải bỏ tiền bạc, công sức để làm lại giấy tờ, mất biết bao nhiêu thời gian. Thì làm vậy thôi chứ biết sao giờ. Chứ bây giờ tao nợ nần tùm lum, không chạy chuyến này á, lấy tiền đâu gỡ. Vậy đi. Anh Phong ơi. Trời ơi, ai vậy? Nghệ Nhi tao. Tiếp. Trời, cái thằng này nhà. Thấy gái làm gì mà sợ. Để tao. Anh Phong đâu rồi? Anh là ai vậy? Để anh hỏi em là ai bước vô nhà này. Em là ai bước vô nhà này mà em không có lịch sự gì hết vậy? Anh là ai? Xin tự giới thiệu, anh bạn của ông Phúc. Bạn anh Phúc? Đúng. Bạn anh Phúc mà không biết em là ai, chắc là bạn bình thường thôi. Rót mấy nước coi.
Anh gót. Đừng rồi. Làm thấy ghê quá. Hèn gì Phúc nó bỏ đi phải. Xin tự giới thiệu với anh, em là bạn gái của anh Phúc. Bạn gái chính thức nha. Sao chưa nghe bao giờ? Chắc tại anh không nghe đó, chứ không phải anh Phúc không nói. Giấu kỹ với ta. Anh Phúc đi chừng nào về vậy? Phúc nó nhờ anh coi cái nhà này cho nó, không biết bao giờ nó về nữa. Hỏi giờ anh nói vậy nè, em về đi, trời tối rồi, em tranh thủ về đi, chứ đi đường tối nguy hiểm, rồi lỡ bị ăn cướp á, thân gái dặm trường giống như Phúc nguy hiểm lắm em ơi. Nghe anh nói em thấy ớn ớn á. Anh nói thiệt. Cũng đúng đó anh. Thời bây giờ cướp không hả? Tôi thì không có tiền. Chỉ có cái thân tôi mà. Lỡ như nó cướp, cướp xác tôi, tôi có lỗi với anh Phúc, sao tôi tới với ảnh được? Gì? Anh bị gì ạ? Anh đau bụng, anh đau bụng. Anh vô duyên lắm nha. Ngồi gần gái mà anh đau bụng chột bụng hoài hả? Anh đau bụng thiệt mà. Mày coi, mấy thằng đó nó cũng xô dễ sợ, đi cướp sắt. Thôi, tôi về à. Mất công tôi ở đây thiên hạ dị nghị nói anh muốn cua tôi nữa. Đúng gì? Rồi đó em. Thôi, em đi về giùm anh đi. Hả? Mà bây giờ về tôi cũng sợ bị cướp nữa, mà hy vọng nó không cướp tôi. Đúng rồi đó. Nghĩ làm sao mấy thằng cướp nó cướp em, nó bị ở tù là đáng rồi, tại nó ngu. Ê, anh nói cái gì vậy? Không không, anh chửi tụi cướp. Trời mệt quá, em quan tâm chi. Thôi thôi, giờ em đi về đi. Thấy cái đẹp là tươm tướp hả? Anh về đi. Nè, chừng nào anh Phúc về á là phải nói là có Thắm xinh đẹp ghé thăm anh Phúc đó nha. Rồi rồi, anh biết rồi, thôi về đi. Mày vừa lòng mày chưa? Cuộc nói chuyện với tụi bay khủng khiếp thiệt, nghe muốn đi cầu dễ sợ luôn á. Đi cầu đi ba. Nữa. Cảm ơn Thắm nha. Mày không thấy con quỷ cái đó, có khi nào bị hốt không ta? Mà con đó hả, chuyên ăn mảnh, trước sau gì cũng có ngày. Càng tốt. Hôm qua tao định cho nó một trận rồi, nhưng mà vì nó đi với thằng Tính, mà thằng này tao còn nợ ơn nghĩa nhiều nên phải chịu. Anh, đi với em nha. Lên. Đi nha. Ok. Anh, đi không? Để tao. Đúng vậy nè. Hôm qua tao đi với mày xỉn quá cần câu nên tao đâu nhớ gì đâu. Cô này nắm tao lại á, mày có nhớ không? Tao nhớ hôm qua từ trong quán tao bước ra, tao với mày đi tới đây gặp hai cô, tao đẩy mày qua nó, rồi tao đi với cô kia. Mày dựng xe xuống, mày đi lại mày dòm coi, đúng nó không? Có phải cổ không vậy? Nó chứ không ai hết. Nè, tôi nói cho hai ông biết nha, hai ông có đi á thì đi đại đi, còn không thì tránh chỗ khác cho tôi làm ăn. Nè. Hử? Có phải cô cướp bóp của tôi hồi tối hôm qua không vậy? Cô đừng có nói là cô quên nha. Bây giờ á, tôi không có muốn truy cứu. Bây giờ á, chỉ yêu cầu cô trả giấy tờ cho tôi thôi. Đây. Nè, không có ăn nói bậy bạ như vậy nghe chưa. Tôi cướp của ông hồi nào? Tối hôm qua ông đi với con Hồng nghe chưa, không phải tôi. Chắc chắn là cô mà cô còn dám chối nữa hả? Bây giờ cô trả không? Không á, tôi đưa cô lên công an đó. Nói nghe nè, nói nghe. Thôi từ từ. Thù tao hả? Tao thách đó. Thưa đi, thưa lên công an đi. Thôi nè, tôi nói nè. Nè, cô làm gì bạn tôi vậy? Cô nhắc, ai à? Nói cho mấy ông biết nha, hôm qua không phải là con này, biết chưa? Đi ra đảo quá. Nè, đứng lại. Ôi da. Mở cửa. Mở cửa.
Mở cửa đó. Ai vậy? Để cho anh. Mở cửa đó. Thằng Phong, bây giờ sao? Không được. Mở cửa đó. Hai người ra đi. Đừng để tôi báo chính quyền, lúc đó thì bẻ mặt. Mở cửa ra đi. Tôi muốn nói chuyện. Mở cửa ra đi. Nhanh lên. Mở cửa nhanh lên. Tôi nói cho cô biết, tôi có chìa khóa sự cô đó. Đừng để tôi xông vô. Ra đi. Tôi cần nói chuyện. Mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa đó. Mở cửa. Hắn đâu? Đâu có. Hắn đâu? Như vậy đâu. Anh Phong. Em nghe nói nè, thằng Phong nó đang nóng, em đừng có đuổi theo, không có hay đâu. Anh biết rồi, bây giờ mình phải làm sao anh? Hãy nghe nói nè, chuyện tới nước này rồi, chỉ còn cách là em ly dị thôi, phân chia tài sản. Hãy tin anh, anh sẽ cố gắng giành quyền nuôi con của em. Sáu ơi, Sáu đâu rồi? Dạ con nghe nè bà. Con Phương sao rồi? Dạ em đã uống sữa ngủ rồi bà. Ừ, cơm nước xong chưa? Tụi nhỏ sắp về rồi đó. Dạ xong rồi bà. Thường bữa giờ này cậu Phong đưa tụi nhỏ về rồi mà sao giờ chưa thấy nữa. Ờ. Ủa sao nó đi một mình vậy cả? Dạ con cũng không biết nữa, chắc là có chuyện gì rồi đó. Ủa Phong, mấy đứa nhỏ đâu con? Sớm. Dạ. Đi đón em đi. Dạ. Phong, có chuyện gì vậy con? Con đừng có làm cho má sợ nha. Con muốn yên tĩnh, má đừng có hỏi gì hết. Thank you.
quán công nhận vắng khách thấy sợ luôn vậy đó. Bữa nay cuối chợ mình mở thêm một quán nữa. Chắc là khách dồn qua đó hết rồi. Mà con nói thiệt, buôn bán như anh Phong kiểu này có ngày dẹp quán á. Tám biết không, bên đó người ta bán rẻ hơn mình 2,000. Con kêu anh bớt thịt lại để bán rẻ hơn bên đó 2,000 rồi mình cạnh tranh với người ta. Vậy mà nhất quyết không chịu mới đau chứ. Trời đất ơi, mày làm với cậu Phong bao nhiêu lâu rồi mà mày không biết tánh cậu hả? Tánh của cậu là đâu ra đó, ổng đâu có chịu mánh mung cái kiểu đó. Đây nè, bên đó nó đang chơi chiêu đó, nó giảm giá để nó giành khách. Họ giảm bây giờ ha, rồi một thời gian sau họ lên, nhiều khi còn muốn lên cao hơn giá bên này nữa. Trời ơi, nhưng mà cái giá đó tao nói thiệt với mày ha, từ lỗ cho đến lỗ. Chị Tuyết, chị Tuyết mới tới. Anh Phong về chưa? Dạ chưa con. Cậu Phong đi từ nãy giờ rồi. Đúng rồi đó chị. Hồi sáng á, có một bà bán vé số tới đưa cho ảnh tờ giấy. Anh đọc xong cái anh đi liền hà. Dám hẹn gặp ai lắm đó chị. Con này nhiều chuyện à. Tám ngộ quá. Chị Tuyết hỏi thì con nói cho chị Tuyết nghe. Với lại á, tuy anh Phong ảnh là chủ quán, con làm cho ảnh, nhưng mà chị Tuyết trước sau gì cũng là chị chồng của con. Ý là con nói là mình phải nói rõ đầu đuôi cho người ta biết. Chị tin em đi. Phải con Diệu không? Không phải đâu cô, không phải con Diệu đâu. Dạ. Dạ, nè cô. Cậu Phong, có người nhờ tôi có chuyện gì chị Hai? Lá thư này nè. Cảm ơn chị Hai nha. Cậu mua giùm tôi mấy tờ vé số này ha. Tôi không chơi vé số mà. Vậy thôi ha cậu, cảm ơn cậu. Cảm ơn chị. Chị, mua giùm em tờ vé số đi chị. Chị Tám ơi, Tám cô quán giùm con nha. Con đi ra ngoài một chút. Mà ngộ, thời buổi này mà bà đặt thơ với từ, tới đây đại cho rồi đi để cho tao biết mặt. Em nói chị, không thể nào người phụ nữ đó là người yêu của anh Phong được hết á. Bởi vì bà sồn sồn rồi. Mà cái người nhờ đưa bức thơ đó mới là bồ của anh Phong. Trời ơi, cái con nhỏ này nè. Mày không biết mày đừng có nói bậy. Đâu thì ra nó ném đá dấu tay. Giả Minh Phong có bồ nhí thiệt đó chị. Mày á, đừng có suốt ngày thọc mạch được không? Người ta không đẹp người thì người ta đẹp nết. Còn mày á, đã không đẹp người rồi mà cũng không đẹp nết luôn. Ui ngộ ta, sao ai cũng nói con vậy là sao? Con thấy con đẹp mà. Anh Phong về chưa má? Nó mới về đó. Mà sao nó giận cái gì dữ lắm? Má hỏi cái nó băng băng đi vô hả? Nó đập rầm rầm ở trong á. Rồi còn kêu con Sáu đi rước mấy đứa nhỏ nữa. Có chuyện gì vậy con? Dạ. Ê, trời đất ơi, con Phương nó khóc rồi. Đơn ly dị đó, tôi viết xong rồi, cô ký đi. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi phải không? Bây giờ anh muốn bỏ tôi để lấy con Diệu đúng không? Cô còn dám nói cô đó hả? Vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi không ngờ con người cô lăng loàn trắc nết tới như vậy. Lăng loàn trắc nết? Vì ai? Vì ai mà tôi phải vậy? Tại vì anh. Tôi chưa làm gì có lỗi với cô. Từ lúc cưới cô về, tôi luôn làm tròn trách nhiệm người chồng người cha trong gia đình này. Anh ở với tôi mà trái tim của anh
chỉ nhớ đứa con đó thôi. Vậy mà anh dám nói là anh không có lỗi gì với tôi. Anh không yêu tôi thì tội gì tôi phải chung thủy với anh. Tôi còn tiếc là tôi đi ngoại tình quá trễ kìa. Cô, cặp sự này là cái giả mạnh đáng phải nhận. Anh dám đánh tôi. Tôi không biết. Một cái tát này còn quá nhẹ với cô đó. Nè hai đứa con, chuyện gì vậy? Chuyện gì từ từ nói, mày làm gì vậy? Má, từ từ cái gì má? Chuyện gì? Có chuyện gì hả má hỏi cổ kìa. Con sẽ ly dị với cổ. Ôi trời ơi, tại sao phải ly dị? Má hỏi cổ đi. Nè, chuyện gì vậy con? Ba, con không có cho ba ly dị với mẹ đâu. Ba, ba, ba đừng có bỏ mẹ. Hai đứa nè, chuyện của ba mẹ tụi con còn nhỏ không có hiểu đâu. Chuyện này con biết rồi, má đừng có hỏi thêm gì nữa. Anh Phong ơi. Nè Phong, Phong. Trời ơi, đang yên đang lành tại sao phải ly dị? Ba mẹ đừng có bỏ tụi con mà. Con không có cho ba mẹ ly dị với nhau đâu. Có chuyện gì con cứ nói cho má nghe. Hay là do con Diệu? Con nói đi, má xử cho. Má, con Diệu nó hãm hại con. Nó vu oan cho con là con đi ngoại tình, để anh Phong bỏ con, cưới nó. Trời ơi, cái thằng này quá lắm rồi mà. Con không có cho ba ly dị mẹ, cưới bà đó đâu. Mẹ, mình đuổi bà đó đi đi mẹ. Dành ba về. Mẹ, mẹ dành ba về đi mẹ. Mẹ xin lỗi tụi con, mẹ hết cách rồi. Ba không có quay lại với mẹ con mình đâu. Con không chịu đâu. Mẹ, mẹ đuổi ba đó đi đi mẹ. Dành ba về, con không để mất ba đâu. Thôi, ba mẹ con nín đi, đừng có nói nữa. Để cho má xử. Má sẽ không cho phép thằng Phong ly dị đâu. Mày làm gì vậy? Em sửa mấy cái lợp này lại. Tối mình qua bên bà Tư ăn cắp cá, về nhậu đại ca. Sao tối ngày mày đi ăn cắp không vậy? Không ăn cắp cá, cá đâu đại ca nhậu. Ờ ha, chứ nhậu cốc ổi hoài sao chịu nổi. Ừ, đúng rồi đại ca. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đưa tiền cho anh đầy đủ mà. Nó không những không rời khỏi cái đất này mà nó còn theo dõi tôi nữa là sao? Mấy bữa nay tụi tôi đều gặp nó, kiếm chuyện để mà hù dọa. Còn đó, nó cũng lì lắm. Tụi tôi sẽ mạnh tay hơn. Bà chị cứ yên tâm đi. Tôi không có cần biết anh làm gì hết á. Miễn sao nó đi càng nhanh càng tốt. Bây giờ anh để nó đi càng sớm lúc nào á thì tiền tôi gửi anh càng cao lúc đó. Ok. Bây giờ thay đổi kế hoạch thì tiền cũng phải thay đổi chứ. Như vậy tụi tôi mới có động lực. Chứ mấy cái vụ này bị tóm như chơi à. Nè, nhiêu đây đủ động lực cho anh chưa? Khi nào xong việc tôi thấy kết quả sẽ đưa đủ. Được. Chị hai. Chị hai, chị nhắn tin em tới đây làm gì vậy? Nhắn tới giúp chị chứ làm gì. Mấy ổng á, chị trả tiền cho mấy ông làm việc cho chị, làm chưa xong còn đòi thêm tiền nữa. Mày còn lấy tiền bảo kê của chị tao nữa hả? Bây giờ mày có trả không? Không tao báo công an á. À, tao nhớ mày rồi. Thằng anh Hùng Rơm, hôm bữa mày ăn đòn chưa no đúng không mày? Hả? Chị, mình đi báo công an đi chị. Đi đi chị, đi. Mày làm gì vậy Phúc? Mặt mày bị cái gì vậy? Ủa, hai người quen nhau hả? Nó em tôi. Là sao? Hôm bữa tôi đánh con Diệu thì nó nhào ra nó binh. Còn bây giờ bà thuê tôi đánh con Diệu. Vậy bây giờ hai chị mà thích sao đây? Sao chị quen nó? Nó là cô hồn cát đảng đó. Thứ ác nhân ác đức. Bán giấy số nó còn khổ ba nữa. Mày nói gì hả? Thôi. Mày nói gì? Thôi. Quen không à? Cái vụ đó là chỉ mày thuê tao làm, chứ tao không có rảnh đụng vô mấy cái vụ tép riêu này đâu.
Thôi ngồi xuống đây nói chuyện. Người quen không à? Chị, sao chị lại thay nó? Không lẽ chị với bà Diệu có chuyện gì hả? Con Diệu đó là bồ nhí của ông Phong đó. Chị có nhầm lẫn gì không vậy? Em thấy bà hiền lành tốt bụng mà, có làm gì đâu. Nè, mày biết con đó được bao nhiêu lâu á mà mày nói hiền lành thiệt thà. Ông Phong tin lời nó, nói tao đi ngoại tình kìa, rồi đòi ly dị với tao kìa. Mày còn ở đó binh nó hả? Anh làm những gì tôi với anh bàn bạc đi. Tôi về trước ạ. Ok. Đi. Chị hai, bộ chị nói thiệt hả chị hai? Chứ tao xạo mày làm gì. Vậy mà em cứ tưởng ông Phong hiền lành. Ai ngờ. Chị cứ yên tâm đi, em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Chọn biết tay. À, mà mặt mày bị gì á? Chuyện này là chuyện của em, chị không cần quan tâm đâu. Bây giờ phải lo chuyện của chị. Đi. Cho chị rượu đi. Tới liền. Cậu có dùng thêm gì không? Cho dĩ mồi đi.